Rất là đẹp nhỉ. Ồ, đây chính là cái khu vực mà toàn cảnh thành phố Nam Ninh chúng ta có thể nhìn thấy được. Và chúng ta có thể nhìn qua những chiếc ống nhòm như này này. Đó, đây, thành phố của họ rất là phát triển. Chưa cơ. Hỏi xem bạn em bao nhiêu tiền. Em dám hỏi. Ông thương mại đấy, ở đây bán hàng cung cấp đấy, bên này tất cả bán hàng cung cấp, bởi vì bên này đều là người giàu. bên trái bên này là cái mỗi năm có cái trung tâm cái triển lãm ASEAN đấy. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại công viên Thanh Tú Sơn, một cái cảnh điểm 5 sao của khu vực thành phố Nam Ninh, Trung Quốc. Đây là một công viên rất là rộng lớn và nằm ngay trong trung tâm thành phố. Khi mà chúng ta lên đến đỉnh của cái công viên này thì chúng ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh cái thành phố Nam Ninh. Và ngay phía trước mặt mình đây là cái khu mà chúng ta có thể mua vé và sau đó thì sẽ được di chuyển bằng cái xe điện đưa lên cái khu vực ở trên cao. Đây là khu vực mà chúng ta có thể vào và mua vé, thì sau đó thì khi mà có vé rồi thì chúng ta sẽ đi vào cái phía bên trong kia. Mình vừa đi vào qua cái khu vực cổng này. Cổng này thì theo hướng dẫn viên đó là cổng phía Bắc. Và khi mà đi vào trong ấy thì đây, một tấm bia đá ghi ba chữ Thanh Tú Sơn và được rất là nhiều những cái người du khách người ta đến chụp hình, có cả những cái người du khách Việt Nam. Xung quanh đây thì có những cái cửa hàng bán đồ ăn và bán những cái đồ lưu niệm, ví dụ như kia kìa, đó, bán mũ nón để chúng ta có thể đội để bớt nắng hơn để đi vào bên phía bên trong. Còn đây là một cái cửa hàng KFC. Ở phía bên kia thì còn có một vài những cửa hàng khác, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ đi theo đoàn và tiếp tục di chuyển lên trên kia, đi theo xe điện để đến những điểm khác của công viên này. Ngay khi mà vừa đến với thành phố Nam Ninh Trung Quốc ấy, thì hướng dẫn viên đã kể một phần nào đó về công viên Thanh Tú Sơn cho đoàn du khách của chúng mình rồi. Và nơi này thì được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố. Và với những gì mình được nghe thì mình thực sự là rất là háo hức cho cái chuyến đi đến cái công viên này ngày hôm nay, xem là ở đây thì có cái điều gì bất ngờ và thú vị hay không. Thì sáng sớm ấy thì cái xe mà đưa đón đoàn du lịch của mình ấy thì đã đến khách sạn vào lúc khoảng 7 giờ sáng. Sau đó thì chúng mình đã được di chuyển đến công viên này. Thì công viên này cách trung tâm thành phố là khoảng 9 km. Thực sự là khi mà đặt chân đến cổng công viên thôi thì mình đã cảm nhận được một cái sự khác biệt rõ rệt giữa cái khu vực là bên trong công viên và cái con đường phố ở bên ngoài. Nó thực sự là nó yên tĩnh hơn rất là nhiều, mặc dù là đây cũng không phải là quá xa trung tâm đâu. Tại vì xung quanh đó thì cũng còn rất là nhiều những cái tòa nhà cao tầng, những cái đường quốc lộ, rất là nhiều xe cộ đi lại. Và cảm nhận như ấy, khi mà bước vào bên trong ấy, thì thực sự là cái nơi này nó thực sự là rất thiên nhiên luôn. Và con người thì hòa quyện với cây xanh, tránh xa được khói bụi, được ồn ào của cái phía bên ngoài đường. Và cái công viên này thì có diện tích là gần 20 km vuông, tỷ lệ cái cây rừng phủ xanh ở trong công viên này là lên tới 98%. Và họ coi, Trung Quốc coi đây như là một cái viên ngọc xanh giữa cái lòng thành phố Nam Ninh. Và thực sự là ở bên trong ấy thì đúng là không thể nào mà không wow được, không ngỡ ngàng được trước cái vẻ đẹp mà thanh bình của cái nơi này. Ở trong này thì có rất là nhiều cây cối này, những con đường họ làm cũng rất là đẹp. Nói chung là họ làm nó cũng vừa hiện đại mà nó vẫn giữ được cái nét thiên nhiên ấy. Đó. Xong rồi thì có cả một cái mặt hồ. Ở trên đó thì mọi người có thể chơi những cái trò chơi như là đạp thuyền ấy, đạp vịt, giống như đạp vịt ở Hồ Tây Hà Nội ấy. Đó. Nhưng mà cái khác là cái này thì chúng ta không cần phải đạp, mà chúng ta chỉ cần điều khiển thôi. Đó. Điều khiển cái phương tiện đó thôi, cái thuyền ấy. Đó. Và ở trong này thì cũng có rất là nhiều du khách, đặc biệt là những du khách đến từ Việt Nam. Có rất là nhiều cái đoàn du lịch, thì những cái tour thì mọi người dẫn những du khách từ Việt Nam đến đây rất là nhiều.
mình thì đi qua cửa khẩu Móng Cái, nhưng mà ngoài cái đoàn của mình ra thì mình còn thấy những cái đoàn khác, ví dụ họ xuất phát từ Hà Nội này, hay là họ xuất phát từ cái cửa khẩu ở bên Hữu Nghị Lạng Sơn ấy, đó, hoặc là ở bên Lào Cai nữa cơ, qua cái bên bên Hà Khẩu của Lào Cai ấy, đó, tại vì cũng đến Nam Ninh mà. Đây là cái khu vực chùa Quan Âm của công viên Thanh Tú Sơn thuộc Nam Ninh. Chùa này thì đã có niên đại là hơn 1.000 năm rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi vào mua hương và vào thắp hương một chút. Để con giật một chút. Sao hương này không kiểu không cháy như thế? Càng chấm dầu nó càng khó cháy. Còn có một cái tháp gọi là tháp Long Tượng. Thì cái tháp đó thì hôm đó mình lại không lên, bởi vì là lúc đó thì mình cũng đã là khá là mệt rồi, cho nên là mình không leo lên cái khu vực tháp ở trên nữa. Đây chính là cái khu vực mà toàn cảnh thành phố Nam Ninh chúng ta có thể nhìn thấy được. Và chúng ta có thể nhìn qua những cái chiếc ống nhòm như này này. Đó, đây, thành phố của họ rất là phát triển. Nếu mà mọi người lên tháp ấy, thì mọi người sẽ còn nhìn thấy cái thành phố Nam Ninh từ trên cao. Nó sẽ chắc là nó sẽ còn gọi là còn hoành tráng hơn so với những cái gì mà mọi người đang nhìn ở những cái khung hình mà mình quay lại ở trong này. Và Thanh Tú Sơn thì có hơn 4.516 loại cây đó, trong đó thì có rất là nhiều loại thực vật quý hiếm và có cả nguy cơ tuyệt chủng. Ở đây thì họ rất là một cái nơi rất là lý tưởng nhé, để mà học tập và những người nghiên cứu về thực vật học, về khoa học đó. Và trong đó có những cái cây mà trong sách đỏ luôn. Và thật sự là phải nói là rất là ngạc nhiên về cái sự phong phú và đa dạng của cái hệ sinh thái cây cối ở trong này. Cao bội thật luôn. Trong Thanh Tú Sơn ấy thì mọi người có thể đi theo cái xe điện. Cái xe điện này là tại vì mình đi theo đoàn cho nên là họ đã đặt sẵn rồi. Đó, đến đấy thì chỉ việc lên xe và đi thôi. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà mọi người đi cá nhân ấy thì hoàn toàn mọi người cũng có thể là tự mua vé và tự đi. Đó, thì như cái giá vé mình tham khảo ở trên mạng trong những cái bài viết gần nhất ấy, thì ở trên mạng ấy thì giá vé là vào khoảng 30 tệ thì nó tương đương với khoảng 100.000 tiền Việt Nam ấy đó. Và cái Thanh Tú Sơn này ấy, nó không chỉ là một cái điểm du lịch đâu, mà nó còn đóng cái vai trò quan trọng trong việc là bảo vệ môi trường của cái thành phố Nam Ninh. Và thực sự ở đây người ta coi là lá phổi xanh quý giá thì cũng đúng thôi, và mang lại một cái không gian rất là trong lành và dễ chịu cho những người dân sống ở tại thành phố này, cũng như là những người du khách đến đây thì mọi người sẽ cảm thấy nó rất là thoải mái đó, bởi vì nó rất là thiên nhiên. Có một đồng. Cái này có 10 đồng. Kem này có 1 đồng nhé. Để đấy. Được bao nhiêu? Chỉ khoai à? Bao nhiêu? Cái này chỉ 1 cái. À, 1 cái. Cái này 10 khoai, cái này 10 đồng. Cái này là 10 à? 10 khoai à? 10 đồng, 10 đồng. 10 đồng đúng không? 10 đồng. 13 thì. Cái này 13, cái này 10, cái này. Đây, 2 cộng 2 cộng 2 cộng 10. Cái này 15. Không, của em 10 đồng, 13 đồng cơ. Thế á? Vâng, của em 13 đồng. Thế thêm 3 đồng. Cái này vừa bao nhiêu nhỉ? 10 đồng. À, cho nó 10 đồng. Chưa cơ. Hỏi xem bạn em bao nhiêu tiền. Bây giờ mọi. Thế là chỉ cho tao đóng. Em lấy đi, em lấy. Em lấy. Chua. Mọi người lấy gì giống nhau? Ừ, phải. Sữa khoai chua. Đây này, đây này. Rồi, đây này. Bà này chắc gốc Việt Nam mà mới đẹp này. Trung Quốc làm gì đẹp này. Chưa. Giống Việt Nam nhỉ? Giống Việt Nam. Đúng rồi. Anh đi từ hôm qua rồi anh thấy người Trung Quốc ít người đẹp đúng không? Này nó ít từ anh nha mà. Em ít mà. Anh bao nhiêu tuổi anh? Thôi. Em có 25 thôi. Anh thì hơn mày 25 tuổi đấy. Đây là người tuổi. Tao đá và làm đá. Còn tao tưởng tượng là kem ăn lại.
Mình vừa cùng mọi người chúng ta vừa đi qua và tham quan một vòng công viên Thanh Tú Sơn, nơi được coi là lá phổi xanh của thành phố Nam Ninh. Và hiện tại thì mình cùng đoàn đã di chuyển quay trở lại trung tâm thành phố và đến với một địa điểm du lịch khác. Mời mọi người tiếp tục đi theo hành trình của mình. Một trung tâm thương mại đấy, ở đây bán hàng cung cấp đấy. Bên này tất cả bán hàng cung cấp. Mùi vị bên này đều là người giàu. bên trái bên này là mỗi năm có cái trung tâm cái triển lãm ASEAN đấy. Tổ chức ở đây đúng không? Ở đây rồi. Bây giờ hội chợ trung tâm triển lãm này. Hội chợ trung tâm triển lãm đây. Mỗi năm đến tháng 9 tháng 10 có các nước ASEAN đấy đến đây tham gia cái hội chợ ASEAN này. Cái này là hoa gì? Nó qua mùa rồi, nó không mở, nó không mở nhiều. Đây trên những thành cầu ở Quảng Châu người ta trồng nhiều lắm. Cái này là gì nhỉ? Cái tường này người ta trồng nhiều cây xanh, nó mát mẻ. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Thái Bình Cổ Trấn thuộc thành phố Sùng Tả, Quảng Tây Trung Quốc. Và khu vực này thì chỉ cách Việt Nam hơn 100 cây số thôi. Một lát nữa thì mình sẽ di chuyển ra cái phía đằng sau này để mà đi đến những cái cảnh điểm đẹp ở trong khu vực của Cổ Trấn. Và Cổ Trấn này thì có niên đại thời gian hình thành là hơn 650 năm, có từ thời nhà Minh. Và ở đây thì đã được xây sửa lại từ những năm 2006. Thì sau đây thì mình sẽ di chuyển vào phía bên trong thì mời mọi người đi theo mình. Chúng ta cùng nhau ngắm cảnh của cái khu vực Thái Bình Cổ Trấn này xem có điều gì đặc biệt không. Mời mọi người đi theo mình. Đây rồi, đây là cái khu vực đầu tiên khi mà vừa dừng xe thì mình được đưa đến đây. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển xuống phía dưới. Ở đây thì có những cái hàng quán, tuy nhiên là hiện tại thì đóng cửa hết rồi. Bởi vì là ở đây cũng là một cái khu vực, một cái cảnh điểm mới của thành phố Sùng Tả, Trung Quốc. Chưa có nhiều những đoàn khách tham quan, chưa có nhiều những đoàn khách biết được. Nếu mà không đi theo tour thì họ cũng không biết được là ở đây có một cái khu vực để mà chúng ta có thể đi tham quan, ngắm cảnh và tìm hiểu văn hóa gì đó. Ở đây thì có rất là nhiều góc để chúng ta có thể sống ảo check-in đây. Trong này là một cái cửa hàng mà chúng ta có thể thuê đồ, thuê trang phục, những cái bộ trang phục của dân tộc Choang. Đây có những cái nhà hàng, quán ăn. Ví dụ như là trong này này. Ở đây có một cái quán ăn và những cái con cá rất là nhỏ luôn, cá suối. Đây là quán ăn đây. Lát nữa thì có lẽ là mình sẽ ăn uống ở trong này. Đó. Tại vì đây cũng không, mình cảm giác là xung quanh thì có nhiều cửa hàng lắm nhưng mà đều đang đóng cửa ấy. Cũng không có nhiều những cái sự lựa chọn khác đâu. Đây là một góc chụp hình cũng rất là đẹp đây. Bây giờ thì mới bắt đầu thấy một cái đoàn khách Trung Quốc họ đang đi xuống. Rất là vắng luôn. Ngoài cái đoàn khách mà mình đang đi đây thì mình chỉ thấy thêm những cái người này. Đây này, đây là những cái bộ trang phục của người Choang, người Miêu kìa. Đẹp đấy.
Những bạn nữ mà đến đây thì mọi người có thể đến và thuê trang phục và chụp hình ở trong cái khu vực cổ trấn này. Phía đằng trước này thì chúng ta sẽ thấy nó là hai bên giống như kiểu là cái con đường ở Hội An ấy. Thì ở hai bên đường thì sẽ có đây là một cái hồ thì đúng hơn, chứ đây không thể nào là một con sông được. Đây là hồ đi ngang qua cái khu vực này. Đây là một cái khu vực bán nước, mình phải mua một chai nước trước khi mà đi tiếp. Ok, ni hao. Một chai nước mặn. Đây là một cái bàn trà này. Tôi sợ nó khoảng 3.5 đồng. 3.5 đồng. Ok. Ok, sao đợi xa ạ. Ok. Sì. Đây có những cái sản phẩm liên quan đến đồ ăn của Việt Nam khá là nhiều đây, bánh kẹo này. Đó. Đây là kẹo cà phê hương vị Việt Nam này. Rất là nhiều những cái sản phẩm bánh kẹo của Việt Nam. Trong đây còn có cả bánh pía sầu riêng, bánh pía sầu riêng. Ngoài ra thì còn có đây măng cụt này. Đấy, G7. À, Sài Gòn. Xe là bạn nè. Ở trên cái cây cầu này chúng ta khi mà chúng ta đứng lên ấy, sau đó là chúng ta chụp hình nhìn ra cái hướng ngoài kia kìa. Đó. Nó như kiểu là một cái bức tường thành nhé. Trông đẹp lắm. Cổ trấn này được cái là ít người cho nên là chúng ta có thể thoải mái mà đi lại chụp ảnh, không sợ bị vướng vào những người khác. Khu vực này cách Việt Nam hơn 100 km. Rất là nhiều những cái hàng quán Việt Nam, hoặc là những cái hàng quán mà người ta ghi tiếng Việt, bởi vì chắc là muốn thu hút khách du lịch Việt Nam. Đây này, Xuân Nhiễn Việt Nam đặc sản này. Đó. Ở đây thì mình sẽ nhìn rõ hơn những cái bộ trang phục người ta cho thuê. Cái quán lúc nãy hơi tối. Đây này, có những cái bộ trang phục đẹp như vậy luôn. Đây không biết là của dân tộc gì, chắc là dân tộc Miêu ở bên này. Miêu thì chính là Mông Việt Nam ấy. Dân tộc Mông Việt Nam. Đấy, những cái bộ trang phục rất là đẹp mắt luôn. Bây giờ mình sẽ bước lên trên cái cầu này nhé. Ở cái khu vực cổ trấn này thì sẽ có hai cây cầu. Đây là cây cầu đầu tiên này, cây cầu thứ nhất này, còn kia là cây cầu thứ hai. Còn đứng lên thì chúng ta có thể chụp hình với cái bức tường thành đó đấy, đẹp lắm. Còn cái là nước này không được xanh nữa. Nếu mà nước này mà màu xanh nữa thì đẹp. Nước này thì đang một màu đục ngầu, màu vàng. Cổ trấn này thì đã có thời gian hình thành là hơn 650 năm. Tuy nhiên thì nó được sửa sang vào năm 2006 cho nên là bây giờ nhìn nó mới. Nó không kiểu cổ kính rêu phong nữa. Trông nó rất là mới luôn. Rất là ít người. Thỉnh thoảng gặp một vài người Trung Quốc. Những người này còn không giống những người đi du lịch, giống những người mà dân cư địa phương. Họ chạy ra chơi. À đây. Đây người ta còn ghi luôn cả tiếng Việt này. Cầu thuốc lá, cầu chiều dương, choang quốc tịch này, đó, sảnh chờ đợi. Ghi tiếng Việt là người ta muốn thu hút khách du lịch Việt Nam. Và đúng là thời gian gần đây thì mới bắt đầu thấy có tour dẫn đến cái khu vực cổ trấn này. Cổ trấn này thì nó sẽ nằm trên một tuyến tour là Đông Hưng đến Nam Ninh. Đó, tại vì nó cùng trên một cái tuyến đường ấy. Cho nên là
sẽ kết hợp tham quan ở cái khu vực cổ trấn này. Không biết là mình đã sắp đi hết cái khu vực cổ trấn này chưa? Cổ trấn này có từ thời nhà Minh mọi người ạ. Thuộc thành phố Sùng Tả. Sùng Tả này thì nó sẽ gần với khu vực cửa khẩu Hữu Nghị của ở bên Lạng Sơn ấy. Mình qua Đông Hưng thì qua gần với bên Móng Cái, còn thành phố Sùng Tả này nhá thì là nó đi và nó sẽ gần với cái khu vực cửa khẩu Hữu Nghị của Lạng Sơn. Đây cũng là những cái bộ của người Choang này. Đây. Đây nữa này. Bộ trang phục. Rất là nhiều màu sắc. Đấy, tiếp tục di chuyển xuống cái hướng này. Ở đây anh cho thuê cả trang phục váy cưới cô dâu chú rể đây. Để mà mọi người đến để chụp hình cưới nữa này. Đúng rồi, nhà ở đây là một cái nơi mà chụp hình cưới cũng sẽ rất là đẹp đây. Được cái là nó vắng cho nên là thoải mái mà chụp. Đây, buổi tối ở đây là cũng lung linh đấy. Nhìn những cái bức ảnh mà người ta chụp trước đó vào buổi tối trông cũng đẹp. Ôi còn rộng lắm. Ở đây là một cái khu vực mà mình thấy là người ta trồng củi lên. Có lẽ là sử dụng cho cái việc là đốt lửa trại. Chắc chắn là như vậy. Đây, lại còn cả bên phía bên trên kia nữa. Không biết là đi bao giờ mới hết. Nếu mà mọi người muốn đi tour này thì mọi người cũng có thể nhắn cho mình. Mình sẽ tư vấn cho. Trước khi nói thêm thì mình cho mọi người xem cái trống đồng. Đấy. Nhưng mà cái trống này thì chắc là người ta làm lại và mô phỏng theo thôi. Chứ trống đồng người ta ai lại để ngoài như này. Đúng không? Đây một có một cái con đường làm bằng đá. À quên mất, chỗ này người ta còn mệnh danh đó là Tiểu Phượng Hoàng Cổ Trấn nha mọi người. Đó, đi tour Phượng Hoàng Cổ Trấn thì sẽ xa rất là nhiều nếu mà tính từ Việt Nam. Và cái chi phí để đi thì cũng sẽ tốn kém hơn rất là nhiều. Cho nên là họ xây dựng cái chỗ này lên để mà và gọi tên đó là Tiểu Phượng Hoàng Cổ Trấn. Cũng giống thật đấy. Ở đây thì thực ra cũng chắc cũng không khác gì so với cái Phượng Hoàng Cổ Trấn đâu. Ở kia đấy, ở Phượng Hoàng Cổ Trấn thật sự ấy thì sẽ đông hơn rất nhiều người. Chụp hình có khi còn vướng người khác ấy. Thì ở đây mọi người có thể lựa chọn cái tour mà đến khu vực này này để mà chơi này. Chụp hình rất là đẹp luôn đấy. Đây, mình đang đi qua những cái phiến đá này họ làm giữa như một cái cây cầu ấy. Đây, những cái góc chụp hình rất là đẹp luôn. Những bạn gái mà đến đây thì chụp hình thì cả ngày không hết. Mình thấy có một cái hay của cái việc là làm du lịch ở Trung Quốc này ấy, đó là họ rất là biết khai thác những cái gì mà liên quan đến văn hóa của địa phương. Ví dụ như là ở những cái nơi mà tập trung đông người ấy, ví dụ như là khu vực phố đi bộ hoặc là khu vực trung tâm ấy, thì họ sẽ cho những cái cô gái mặc những cái trang phục mà liên quan đến cái khu vực ở đó có những dân tộc gì thì sẽ mặc trang phục của những cái dân tộc đó và múa những cái điệu múa của dân tộc. Họ không hướng ngoại, họ không giống như kiểu là họ không cởi mở với thế giới bên ngoài ấy, và họ tập trung vào phát triển những cái gì mà liên quan đến trong nước, hướng nội thôi. Đó. Đây là những cái bộ trang phục của những người dân tộc Choang đây. Đấy, những cái hình ảnh mà người ta chụp để quảng cáo. Thì ở đây, những cái trang phục này thì ở đây đều có cả. Xem ở đây có những người Việt Nam người ta viết cái gì không. Đây này. Vừa nói xong là nhìn thấy này. Cầu cha mẹ sức khỏe này, gia đình hạnh phúc, con cái học giỏi, tiền vào như nước, thuận buồm xuôi gió. Mới có 14 tháng 6 2024 thôi. Có nghĩa là cũng mới gần đây thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6, ngày 30 tháng 5.
đây nữa này. Mọi sự hanh thông, vạn sự tài lộc thịnh vượng, bình như ý, cầu Trang luôn được hạnh phúc khỏe mạnh này. Đó, 9/6/2024. Ở đây có nhiều đoàn khách du lịch Việt Nam à. Bạn này cầu có người yêu à? Có người yêu, Đỗ Đình Hùng Sơn. 7/6/2024. À, 2024. Bạn này có lẽ là sinh ngày 8/11/2010. Bây giờ mới 14 tuổi. Cầu có người yêu. Ước cả gia đình luôn hạnh phúc bên nhau này. 28/6. Có nghĩa là mới có 2 ngày trước. Hôm nay là ngày 30/6 mọi người ạ. Đây, còn rất là nhiều những người đây. Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam này. Nguyễn Thị Tâm này. Đó. Bạn này cầu nhiều tiền mặt. Đấy, có một chị trong đoàn mình vừa thuê trang phục. Chị thuê bộ trang phục đẹp nhỉ? Đây là không biết là trang phục ra. Đấy, đẹp quá. Chị vừa thuê một bộ trang phục đẹp quá. Cô gái này, cô gái hoa đấy. Giống thật sự luôn đấy. Bộ này giống hàng Nga hơn. Chịt chỉ. Bộ này đẹp ghê. Trong lúc chụp vào đây, hỏi xem là cái chi phí thuê đồ là như nào. Đây là hàng Nga, không biết đây là chị hay là em. Đấy, bộ này đẹp chưa hả? Bộ này thuê bao tiền chị? 70 đồng cả make up. 70 đồng cả make up. Cả make up rồi. Chị biết bộ này người ta gọi là gì không? Đấy, đẹp nha, đẹp nha. Đấy. Đây, bây giờ mình sẽ đi về cái hướng gần với cái khu vực cổng thành để xem là ở đó, đằng trước đó thì có gì. Ồ, có vẻ như là cổng thành chính là cái mặt đường, trước đó chính là đường quốc lộ. Đây, đây là cái khu vực mà từ cổng thành chúng ta nhìn vào ấy, thì nó sẽ như này đây. Trông rất là đẹp đúng không? Wow. Cái này mà buổi tối là trông lung linh lắm đấy. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển về cái khu vực mà gần với cửa hàng ăn uống. Mình vừa rồi thì đã đi một vòng quanh cái khu vực cổ trấn này rồi. Tuy nhiên là vẫn chưa hết đâu. Như là cái hướng ở trên kia mình còn chưa đi được. Nhưng mà nó chắc là cũng chỉ như thế này thôi. Có nghĩa là những cái cảnh sắc của nó ấy, thì nó cũng chắc là cũng hao hao với những khu vực mình đang đi lại ở đây. À, trên này có mấy người đang chụp hình đẹp lắm. Đây này, đấy. Bộ này là bộ đen là của người Miêu. Còn bộ hồng này đi, không biết là của dân tộc nào. Rất là đẹp nhỉ. Ô, tưởng là hai người nào cơ. Tưởng hai đứa Trung Quốc nào. Đẹp quá này. Vừa rồi thì mình đã vừa đi một vòng quanh khu vực Thái Bình Cổ Trấn thuộc thành phố Sùng Tả, Quảng Tây Trung Quốc, và quay những cái quang cảnh xung quanh này cho mọi người cùng xem. Ở đây là một cái khu vực cổ trấn với rất là nhiều những góc chụp hình sống ảo, đặc biệt là sẽ rất là phù hợp với những chị em phụ nữ. Cái tuyến du lịch thuộc cảnh điểm Thái Bình Cổ Trấn này thì nó nằm trên cái tuyến là Đông Hưng, Nam Ninh và Thái Bình Cổ Trấn. Đó, cho nên là cái tour này thì nó sẽ kéo dài khoảng 3 ngày 2 đêm. Nó cũng tùy tour. Nếu như mà các bạn có nhu cầu muốn đến cái khu vực Nam Ninh hay là Thái Bình Cổ Trấn này chơi thì mọi người cũng có thể liên lạc với mình và mình sẽ tư vấn cho, bởi vì mình có kết nối làm truyền thông cho cả công ty du lịch. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái hành trình mình đi xung quanh cái khu vực Thái Bình này. Sau đây thì mình sẽ trở về cửa hàng ăn uống và ăn uống cùng với mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình và xin chào và hẹn gặp lại.